Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế năm 2021, điểm tựa phục hồi và phát triển kinh tế. Diễn đàn nhằm tập trung phân tích dự báo xu hướng kinh tế năm tới, đồng thời đưa ra các khuyến nghị giúp các doanh nghiệp hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh. Vượt lên những khó khăn sau đại dịch COVID-19, điểm tựa để phục hồi kinh tế của nước ta là sản xuất và xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư. Cũng tại chương trình đã diễn ra lễ công bố và trao giải các tác phẩm báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ 8 năm 2020.